Trên đất mẹ yêu thương, hãy giữ lấy màu xanh to cõi đất Việt
con buồn hồn ngàn lần lên đất mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng. Chiều trái tim con người Việt Nam, chiều cánh tay xây đắp nước non này, nắm chặt tay giữ yên bờ cõi, tiếng vọng ngàn đời sử sách mãi còn lưu danh. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Bạc Liêu thương quá hình bóng.
Xin cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Không còn ở bên con, nhưng lúc nào ba cũng dõi theo con, cố gắng lạc quan mà sống, tự tin mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con. Đôi lòng để một mai ấm nó mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời của con, giờ mẹ đã bỏ con rồi.
Xin cảm ơn diễn viên Trường Khánh và bé Tấn Tài đã trợ diễn cho phần thi này của Thái Hà. Chú Duy nghĩ rằng là cái bài hát này của con nó có rất là nhiều những cái điều làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên là cô Ốc là người hiểu rõ hơn hết về cái ca khúc này, về cái điều này. Cô rất là cảm ơn con. Khi con hát bài này, trong lòng con cảm thấy sao? Dạ, con cảm thấy bài hát này rất là giống với hoàn cảnh của con. Tại sao giống với hoàn cảnh của con? Con nói cô nghe, con nói cho mọi người nghe. Con nói được không? Con không muốn nói không? Không nói cũng được, không sao. Con có bị buồn không? Không sao đúng không? Mời cô Ốc và bé. Bé hát rất là bình thản. Bé không có nức nở, nhưng mà làm cho mình rất là ngạn. Hồi nãy lúc mà bé hát á, thì Vân nói thôi đừng khóc, không khóc, không khóc. Tại vì mình đã khóc vì chuyện này rất là nhiều. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng không ngưng được. Gặp chú Duy nữa, mình dắt bé đi xuống chỗ của Ốc. Và lúc đó là chịu không nổi, nước mắt chảy quá trời. Chung là tới bây giờ sau 2 năm, nhưng mà cô vẫn rất là nhiều đêm cô nhớ bố cô. Bố cô không còn nữa, bố cô mất rồi. Cô nghĩ là đối với bất kỳ một ai, dù mình bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu không còn cha, không còn mẹ, điều đó không chịu được, không chịu nổi. Với Vân là như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa qua được chuyện đó. Nếu mà các bạn, những ai mà còn cha, còn mẹ, phải trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh cha mẹ của mình, làm mọi điều cho đấng sinh thành của mình. Tại vì một ngày nào đó mà không còn nữa thì mình sẽ thấy là giờ có bao nhiêu, có mâm cỗ đủ đầy như thế nào cũng không thể nào bù đắp nổi. Thôi xin lỗi mọi người, tại vì con không có muốn làm cho không khí trùng xuống hay là bắt mọi người phải nhìn thấy những giọt nước mắt này của mình quá nhiều. Và cảm ơn con rất là nhiều. Với cái ca khúc này thì em mong là tất cả các bạn đồng trang lứa với bé sẽ có thể hiểu được những cái thông điệp và những cái giọt nước mắt mà chị dành cho người bố kính yêu của mình, dành cho gia đình, để từ đó các bé có thể có được những cái kỷ niệm tốt đẹp đối với gia đình của cảm mình. Ơn cảm ơn em Đào Duy. Cảm ơn con và chúc mừng con nha. Cô rất là thích giọng hát của con. Giọng hát của con nó nhiều tâm sự lắm. Nó làm cho người ta đồng cảm và thương con ngay lập tức luôn. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Trở về hàng ghế của mình ạ. Xin mời các thầy cô của lớp học Nhi Sắc Nhí có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Thầy Đại có thể chia sẻ tí xíu. Ở Thái Hà là một bé có thể nói là chững chạc trước cái tuổi. Đúng ra là Quốc Đại sẽ không chọn bài này thi đâu. Tại vì trước đó thì con tự động con buồn. Nhưng mà khi mà tới cái giọng này thì con nói: thầy ơi cho con hát bài này, con tặng cho ba của con. Bởi vì từ nhỏ cho tới lớn cả thế giới của Hà chỉ có ba Hà thôi. Hà không có được cái tình thương của mẹ. Nên cho tới bây giờ thì có lẽ là Hà không biết mẹ luôn. Thành ra cái cả cái thế giới đó được gói gọn trong bài hát hôm nay Hà đã gửi tặng cho ba. Ba con sẽ rất tự hào về con nha Hà. Xin mời thầy Đại Nghĩa. Chắc chú Nghĩa phải phong tặng cho con danh hiệu hoàng tử u sầu quá. Hoặc là con hát bài buồn con buồn, hoặc là con hát những người xung quanh buồn đến rơi nước mắt. Nói đùa vậy thôi chứ thực ra đó là một cái cảm xúc rất là đẹp khi mình dành những cái tình cảm cho những người thân yêu của mình ha. Chú Nghĩa cũng không còn ba, chú Nghĩa cũng mất ba cách đây cũng khoảng 10 năm rồi. Cho nên khi nghe cái bài hát của con, chú Nghĩa rất xúc động. Giọng hát của con, cái giọng nó đẹp vô cùng. Cái âm sắc giọng hát của con nó hay, nó đẹp. Cái ngân, cái rung nó cũng đẹp. Nó làm cho ai nghe cũng sẽ cảm thấy xao xuyến. Mà khi hát một cái bài đầy tự sự về người cha nữa thì nó lại càng khiến cho người xung quanh rung động. Đến cô Ốc hay cô Trang ai cũng xúc động. Và chú Nghĩa cũng như thế. Một lần nữa chúc mừng cho Thái Hà và cảm ơn lớp học Nhi Sắc Nhí. Phương trời gợi tình nụ tâm xuân vơi vơi trong những mẹ đời. Người ơi cho nhắn đôi lời ngày xưa
với người một thời bướm đẹp bên hoa. Đêm nay ngỡ như đêm nào tình trao, ai còn nhớ suốt đời kỷ niệm ghi vào tim. Ngàn ngỡ sóng nắng mưa tình, bóng dáng ta với mình, nỗi niềm này lặng thinh. Cảm ơn các diễn viên của vũ đoàn Phương Việt và chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Con ơi con hát cái bài này cũng dễ thương lắm. Nó vừa phải, nó chừng mực, nó đẹp một cách nó sang trọng mà nó đúng cái kiểu cung đình Huế đó. Nó có chút gì đó, nó thâm nghiêm, nó cổ kính, nó hay. Mà cái giọng của con, cái bài này chú nghe nó hợp vô cùng luôn. Những cái nốt cao, cái giọng con tự nhiên nó trong veo, cảm giác như chuông ngân vậy đó.
Rồi những cái nốt trầm, nốt thấp, cái giọng con nó cũng tròn trịa đầy đặn luôn. Và nhất là có lẽ là do cái gương mặt của con nó cũng là một cái lợi thế. Khi mà con hóa thân thành một ông hoàng con như thế này, như một ông vua nhỏ, thì nó rất là hợp với mình. Nó hợp trong cái bài hát này, hợp với cái thần thái mà con biểu diễn. Con không cần phải múa theo, con không cần phải làm gì nhiều. Con đứng con nghiêm trang, gương mặt con hát một cách hồn nhiên nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Thì cái điều đó nó cũng đã đủ toát lên cái sự cuốn hút đó rồi. Và chú Nghĩa hoàn toàn bị chinh phục bởi cái bài hát này. Đây là một cái bài không hề dễ một chút nào cả. Cô Ốc đang ngồi như thế này, con hát câu đầu tiên cái cô Ốc vậy nè. Cái đó có. Có đúng không cô? Có. Cô dựng cái người cô dậy, cô nhìn con chăm chăm vậy nè. Tỉnh luôn đó con, tỉnh hồn luôn á. Cái giọng của con á, nó trong quá, nó treo ở đâu á. Mà đúng là chú Nghĩa nói là nó hợp với bài hát này vô cùng. Cô nhìn con á, thực sự là cô không dám nhúc nhích luôn. Sợ Phạm Húy. Cô cảm thấy cô đang ở trong một cái không gian mà linh thiêng á. Thực sự là cô cũng vừa mới có một tuần ở Huế, Đà Nẵng, Hội An. Cho nên là hình ảnh của đêm hoa đăng như thế này á, là cô rất là cảm luôn và cô thấy rất là đẹp. Chỉ có điều là cô thấy Thái Hà, con là thanh niên nghiêm túc đúng không? Và có tập trung lắm kìa. Thì cô nghĩ rằng một phần là do yêu cầu của bài hát này phải như thế, với một phần là do tính cách của bạn Thái Hà nữa. Nên là lúc nào con làm gì con cũng tập trung và làm cho người ta cảm thấy rằng là cái sự tập trung của con á, luôn mang đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Đó là tiết mục nào của con nó cũng luôn luôn chỉnh chu. Cho cô nói chút nha chú. Dạ, em chỉ muốn nhắn nhủ với lại ban giám hiệu nhà trường rằng anh Đại có nói với em là ngay cả chính Thái Hà cũng chưa phát hiện ra được cái khả năng giọng của bạn ấy có thể biến hóa được rất là nhiều. Thật sự là từ đầu mùa tới giờ thì mọi người thấy là Thái Hà hát rất là nhiều những thể loại, riêng chỉ có thể loại quê hương là hát có một dòng một thôi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là anh Đại muốn thử thách Thái Hà ở một cái điểm là cho em ấy hát cả nguyên một cái bài mà lại là ở cung đình Huế nữa. Có nghĩa là phải biến hóa, biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà rất là thông minh, rất là nhạy bén, học rất là nhanh và làm rất là tốt. Nếu như mà ban giám hiệu nhà trường không cho em ấy vào vòng trong thì là bỏ mất một cái cơ hội để xem em ấy thể hiện ở vòng trong rất là xuất sắc. Cô ơi. Dạ, và xuất sắc hơn cả. Cảm ơn phần dằn mặt của cô nha cô. Để coi thái độ của cô Dân Trang đối với ban giám hiệu như thế nào mình mới tính cái chuyện là giàu hay không con ha. Tuy nhiên bây giờ mình thèm ăn yến đó Dân. Anh thèm ăn yến. À. Dạ, mình ăn xương sao hộp lụ. Xương sao hộp lụ thì thôi coi như là không có cửa nói chuyện với tôi. Chúc mừng Thái Hà, con đã hoàn thành phần thi của mình với những lời nhận xét rất là tốt. Và bây giờ thì con có thể mỉm cười để bước vào trong cánh gà, nhường sự căng thẳng lại cho các thầy cô trong ban giám khảo. Tha tâm nơi dân theo dòng
giữa mùa lũ lên ngập đồng. Dòng là dòng cuồng mau, khiến xuồng là xuồng chìm sâu. Mẹ quăng chiếc phao cho con, để mình bị cuốn theo dòng. Ôi, người mẹ cừu long mắng biết môi hồng, một đời yêu con thương chồng, tấm lòng như nước trong. Con mất nhà giữa đau thương lầm than, đã nở thêm biết bao nụ hoa. Mẹ là mẹ phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung. Sẽ kia trái cơm gói mì, dẫu ngày mai chẳng còn gì. Đời vàng gì thủy chung, ngày mai nước thôi ngâm đông, vẫn xinh đẹp hình chính. Mẹ hiền dấu yêu.
lên từ ngàn đời. Biển xanh xanh trời xanh xanh cho con bao hy vọng, rừng xanh xanh dòng sông xanh cho con bao hy vọng. Cảm ơn Nhóm Múa, cảm ơn Nhóm Múa luôn, Nhóm Múa xuất sắc quá Nhóm Múa ơi. Cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ cho cổ múa, không bao giờ lấy tiền cách xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Dạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Dạ, đúng rồi, đúng rồi đó. Nó hoành tráng, nó rần rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Cô, nếu con như mà được vào chung kết. Cô con. Nếu mà bây giờ nếu mà thầy cô con. Thầy cô. Mà cô nhỏ xíu à. Đây không đó là bị lướt chữ. Đã dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con. Còn kêu gì nữa mà xài chứ con đây không biết luôn, nhưng mà phải nói là hôm nay là quá tuyệt vời, chúc mừng con. Em đã phát hiện ra một điều, kể từ khi thầy Quốc Đại đi lưu diễn ở nước ngoài thì bắt đầu những cái phần biểu diễn của thí sinh có nhiều vũ công và dàn dựng công phu hơn, là do thầy Đại đi làm kiếm tiền gửi về đây cho các bé nó có thêm cái sự đầu tư đa dạng. Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thầy Quốc Đại, sự hy sinh rất là cao cả, đi cày kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó đi thi. Dạ, xin mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay, con vẫn làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy giao cho con, của thầy cô giao cho con. Đó là những cái ưu điểm của con vẫn còn đó. Cái giọng ngân của con rất đẹp, cái âm thanh ở phía trên của con rất là sáng và nó như cái tiếng chuông ngân vậy đó. Và cái âm trầm và âm trung rất là mượt. Cái đó chỉ cần gìn giữ được những cái điều đó đã là tốt rồi. Và cô thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng wow. con. Wow, cảm ơn cô. Cô Ốc thấy bé nó bữa nay diễn sao ạ? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì á, tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô mặt cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mà nó không biết tả làm sao, mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang, xong hai đứa cùng thốt lên. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con, bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi, anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi tôi nói anh Đại giờ sai người ngồi đây rồi. Chuyện này về anh Đại bánh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây, chú Duy nói.
Chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ. Thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn Thái Hà, chúc mừng con. Đẹp quá à. Thương
Việt Nam như đóa hoa công dung ngon hành. Ô tang tình ta ngọn ngang đoàn trường bước đi làm đường. Quân thân mình để mở mang nước non đất ô lý ghi lòng son. Hạt mưa thấm đất hạt còn chơi vương. Chàng trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Xưa sinh ra mang phận làm người, từ thuở hồng hoang đến với đất trời. Mang thân trai trên đầu đội trời, bàn chân ta đạp đất ra trai nước Việt, tôi là người trai nước Việt. Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo, cũng là đồi nương sông núi treo leo. Theo gương cha lên đường ngoằn ngoèo, đường quê hương quê nước non theo. Xưa đường theo bè lên hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa cháu tiên con rồng nguyên một lần vượt sóng to trùng dương. Ngâm
tròn quanh ta dương quang sơn hà. Cõi trời bao la âm ba, muôn nhà giang khúc ca. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha, dân là máu xương là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thấy kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam. Đại kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân âm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đô, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh còn cho chúng bay thôi, cái lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch báo quan âm, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, dạng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng ngâu cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi khắp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt lòng phù sa tươi bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sử xanh, chi dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông lên thiêng hồn đỏ nước. Đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam.
dân tộc mang hồn Việt Nam. Việt Nam gấm hồn, Việt Nam dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc chúng ta Việt Nam, à ơi, à đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc lại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không. Vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin cảm ơn cô. Câu tre qua mấy con đê thăm đường tình quê, bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi, con nước lớn dài đồng ăn cua. Đang có bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng ngập ngừng. Chiều dần buông vẫn còn chờ ai như tóc em bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa.
Từ lúc chào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng chẳng cao gõ nhịp dài mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân ngài tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân ngài tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Chào dân bao niềm vui quy chương Phật đài. Mùa du lan đến áo con cài hoa hồng thắm. Vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Chúc mừng Nguyễn Thị Hương, con đã hoàn thành phần thi của mình rồi.
Bây giờ mình sẽ nghe cô Đoan Trang nhận xét nha. Cô chào con. Dạ, con chào cô. Rồi, ủa, con nói tiếng Bắc dạ. Là con người Bắc dạ. Bài vừa rồi là hát theo cái kiểu Nam Bộ hả? Dạ. Cô rất là thích những cái sự bất ngờ đó. Mấy bạn nhỏ mà hát được như vậy là rất là thông minh đó con. Bởi vì phát âm là một trong những phần vô cùng quan trọng trong cái việc hát của mình ha. Giọng hát của con, cái giọng hát của mình nó có 3 phần như vậy nè, rất là dễ hiểu là cái phần trầm, phần trung và phần cao. Thì cái âm trung của con rất là đẹp, cô thích lắm. Nhưng mà những cái nốt thấp á, mình còn hạn chế quá, và ngay cả nốt cao cũng vậy. Thì cái điều này á, cần thời gian nhiều lắm để mà tập luyện, để mở rộng cái âm vực giọng của mình ra bằng việc luyện thanh. Ngoài ra thì con rất là dễ thương, hát cái bài này rất là hiền lành, rất là nhẹ nhàng. Cô hy vọng là con có được may mắn để tiếp tục vào vòng trong, để con có thể cùng với thầy Nam Cường của con phát triển bản thân của mình hơn ha. Chúc mừng con. Ở góc độ là một người khán giả, một người mẹ, khi mà nghe một bài hát về Vu Lan như thế này thì không biết là cô Ốc nghĩ như thế nào ạ? Cô đã sợ rằng là mình lại rơi nước mắt khi nghe bài hát này. Cô rất là sợ nghe những bài hát về cha mẹ, nhất là khi mà cha mẹ mình không còn hiện hữu nữa, thì thực sự là điều đó chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu. Cô cũng chỉ còn mẹ thôi. Cô cũng không có muốn là khi cô nghe bài hát này xong rồi cô bị cái cảm xúc chi phối rằng là cô sẽ rất là buồn vì nhớ người bố đã mất của mình. Nên là cô rất là trân trọng cái khoảnh khắc mọi lúc mà cô được bên mẹ. Và cô cũng mong rằng là những bài hát như thế này á, sẽ được hát thật nhiều, được vang lên trong những chương trình hay như thế này, để mà mình nói với mọi người mẹ rằng á, là mọi người mẹ là những điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Và những người con như chúng ta phải làm được một điều gì đó cho mẹ. Những gì về thanh nhạc thì cô Đoan Trang đã nói rồi, cho nên cô không có nói thêm nữa. Và cô mong rằng á, là nếu đi tiếp nha, thì Hương con nhớ là trong bất kỳ một bài hát nào thì mình sẽ phải đặt cảm xúc của mình nhiều hơn. Tại vì khi mình có sự rung cảm trong bên trong con người mình á, khán giả ngay lập tức sẽ cảm nhận được điều đó. Thì ở đây cô không nói rằng là mình không có cảm xúc với bài hát này. Nếu được thì hãy thêm cảm xúc của mình nhiều hơn vào những tiết mục của mình nha. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Ốc. Hãy đưa tất cả những cái nỗi niềm, những cái cảm xúc của con vào trong cái tiếng hát của mình, thì nó sẽ chắp cánh cho cái giọng hát của con bay cao hơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Và bây giờ thì Đại Duy muốn được mời thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền có thể cùng đứng ở đây với bé có được không ạ? Dạ, mời hai thầy. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Chào bé Nam Cường, thì cảm ơn phần chia sẻ của các thầy cô vừa rồi. Tối hôm qua khi mà tổng duyệt chương trình, bé vẫn còn bị tắc tiếng và mất giọng, không thể hát được. Thì ngày hôm nay thì trời thương để con có thể hát được trọn vẹn ca khúc này. Tuy cái cảm xúc có thể là nó chưa được đong đầy cho lắm, vì mình còn có nhiều những cái yếu tố khác nữa. Nhưng mà với thầy ngày hôm nay con đã là thành công rồi. Cảm ơn thầy. Được 1 năm rưỡi. Hôm nay mà hát vậy á, rồi con thấy không được bấm mà con sao? Cũng hay buồn mà cũng không có buồn lắm. Thầy cố tình vậy để thầy hỏi cái cảm giác của con thôi, chứ thầy rất muốn bấm con. Yeah. Hồng Hải Nhi, mau trả sư phụ đi cho ta. Hồng Hải Nhi. Cá còn hỉ độc kia, ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám xông vào động của ta hả? Hồng Hải Nhi, năm xưa ta giặc cha của con hai vậy là ngu Mai Dương, từng kết nghĩa huynh đệ, hai vậy đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang Đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo hồ ly tinh rồi, ta không có cha. Bậy. Hồng Hải Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con đó mà. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta? Con của ngu Mai Dương đấy sao? Nè nhóc con, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Mạnh dữ, tuy ta còn nhỏ nhưng ta có lửa, còn
lò lưỡi đen của Thái Thượng Lão Quân, lão tôn ta còn không sợ thì huống chi là lửa của tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi, làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. Laura, Laura, Laura đâu? Tại sao để ta la lâu quá vậy? Dạ. Đại Dương, trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi, tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây, đốt cháy cái không khí đồng này cho ta. Hãy xem đây. Không hay nghi. Thôi. Ôi da, trò chơi đánh đất gì kỳ vậy? Người ta đâu rồi nha? Hãy xem đây. Không phải nghi. Để ta coi ngươi còn muốn gì. Hồng Hài Nhi, không được hỗn láo với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Thả ta ra, thả ta ra. Hồng Hài Nhi, người có biết mình vừa gây phải tội lớn? Hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hài Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dạy, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hài Nhi. Con dạy cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con. Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hài Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngô Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch, ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ, ta sẽ gọi Hồng Hài Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha mẹ. Hồng Hài Nhi. Con không muốn xa cha mẹ đâu. Hồng Hài Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hài Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con,
con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha, mẹ. Ông Hoài Nhi. Cha ơi, mẹ ơi, trước đây con ngỏ thịt, quậy phá tâm lâm, không nghe lời cha mẹ. Bây giờ con hối hận lắm rồi. Cha, mẹ. Ông Hoài Nhi. Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Còn ngoài ra các thành viên của Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của Vũ đoàn Phương Việt cũng như là những diễn viên trợ diễn. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời. Trời ơi, chắc. Trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này sao đều mà đồ đẹp, gì mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ rồi. Là không, bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi... Đi may đó. Đi may hay đi gì vậy? Vậy đó. Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1, 2, 3. Giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi. Kế bên có Quan Âm Bồ Tát.
luôn. Rồi kìa. Tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm tưởng bà là con yêu nhìn nhện không. Giống không? Thấy không? Trời. Công nhận không em? Khoan, tự nhiên tóc tai xõa rũ rượi đứng cái đó. giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được giống. Đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải tu luyện, phải học bao nhiêu và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết. Một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tôn Ngộ Không đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tôn Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đoan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tôn Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay. Đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ 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 của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được, con rất là thông minh. Con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Thầy ơi, ngứa quá, thôi không mặc được không, không mặc được không. Khó chịu lắm. Không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế giờ làm gì là hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Dạ. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à. Thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết, cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô Ốc hiểu được điều đó. Vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à. Tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc, nhưng mà được làm với một màu sắc khác, rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc một bài hát rất là hot. Cá nhân cô Ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này. Nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm. Con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá à. Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Hồng Uyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với Tiêu Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình, cũng như là các cô chú của vũ đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao? Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Giúp con gì? Hết luôn rồi hả con? Không biết. Ta mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy á. Mấy lần bữa trước nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ, hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú lại hôn mọi người một cái. Rồi thôi, bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Uyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Trời, mới đi kìa. Mới đi kìa. Con xin kính chào quý vị khán giả và các thầy cô.
con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên. Năm nay con 5 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến với cuộc thi thử tài siêu nhí mùa 4. Con xin được dự thi một ca khúc Việt Nam rất là nổi tiếng, đó là ca khúc Thằng Bờm. Quý vị khán giả và các thầy cô nhớ chọn con nha. Nguyên thế bài thầy, thầy đợi có chữ đó thầy nghe cho nó sướng. Bà con nghĩ là ba bò chín châu. Thôi 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 đừng làm, mình đừng làm kỳ được lắm. Rồi được rồi được rồi. Ủa chú làm giống con thử rồi con hát ba bò chín châu, có chú diễn giống con rồi nè, con hát thử đi. Phú ông xin đợi ba bò là bò chín châu. Giống bấm bẻ vậy sợ. Trời ơi con ơi, ai chỉ con hát cái chữ phú ông vậy? Dạ mẹ. Trời ơi con hát, con có biết là con hát cái chữ phú ông nó muốn cưng. Trời ơi cưng. Thương chữ phú ông dễ sợ luôn á. Nguyên bài thầy đợi cái chỗ đó thầy nghe cho nó đã. Phú ông. Phú ông. Bây giờ mời con lắng nghe nhận xét từ những thầy cô cũng như sự thuyết phục của các thầy cô nha. Xin mời. Phải vô thôi. 5 tuổi đố ai làm được như con. Phải đậu thôi. Con hát rất là dễ thương hồn nhiên. Khi mà mình hát một bài mà khán giả phải đợi nghe cái phú ông là có cái sự hấp dẫn của bài hát. Khi mà con đặt, mà con mới có 5 tuổi mà con đã biết cách tạo dấu ấn, cũng như là con đã truyền tải được những gì mẹ con chỉ cho con. Và cách biểu diễn, ôi dễ thương lắm con ơi, phải vô thôi, con phải về đổi với thầy nha.
Đó là những lời chia sẻ của lớp học Nhi Sắc Nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của cô Thảo với của thầy Lộc. Chú Đình Lộc. Chú gì, chú gì? Chú Đình Lộc. Con biết chú Đình Lộc không? Dạ biết. Sao con biết được chú Đình Lộc? Dạ tại hồi bữa chú Đình Lộc chơi game show với con với cô Xuân Thảo. Chết rồi. Biết rồi nha. Biết, chết biết. Rồi. Biết số phận bên kia. Không không, nhưng mà mình vẫn phải nghe hai thầy ở bên lớp xì trâm nghe nha. Chúng ta nghe thử nè. Đầu tiên là chú khen ngợi con với tiết mục vừa rồi. Diễn rất là duyên dáng, hát cũng duyên dáng và dễ thương. Với một bạn chỉ có 5 tuổi thì con làm hơn những gì mà chú có thể tưởng tượng được ở bạn 5 tuổi. Bản thân chú hay là chú Quốc Đài đều mong muốn có thể làm được nhiều hơn cho tụi con, để tụi con có thể phát triển những khả năng, những cái năng khiếu của mình, và hơn hết là giúp cho tụi con có một cái kỷ niệm thật đẹp, đúng với lứa tuổi, với tuổi thơ của tụi con. Cho nên việc con lựa chọn về đội của chú hay chú Quốc Đại, chú đều ủng hộ con hết. Nhưng mà thằng Bồm á, có cái quạt mo là phú ông phải đổi cái này đổi cái kia mới có được, đúng không? Vậy thì bây giờ cũng giống như vậy. Bây giờ Hồng Uyên sẽ lắng nghe thử coi những thầy cô phía bên dưới có quà gì tặng cho con hay không, để con quyết định xem mình về đội nào. Xin mời ạ. Rồi. Con thích không? Dạ không. Nhà con có nhiều gấu bông mày. Vậy hả? Vậy rồi bây giờ suy nghĩ. Lại là lần. Con thích không? Dạ không. Không sao đâu anh. Ôi tôi muốn gục ngã luôn rồi. Phú ông đổi cũng phải 5-7 món mới tới được đúng chứ. Rồi bây giờ vậy nha. Mời con đi xuống dưới. Con nếu như con muốn học lớp học nào thì con khoanh tay lại, con chào con xin vô lớp học của mình nha. Mời con. Thời gian vẫn đợi, quê hương là tiếng gọi đầu môi.
vị và các bạn, đó chính là phần biểu diễn của Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Diệp ơi, con ở Hà Nội mà sao con hát Nam Bộ? Con sinh ra ở đây đúng không? Dạ không, con sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội luôn? Rồi, mẹ con...